Câu chuyện về bùng binh hồn con rùa ở Sài Gòn. Nguyên thủy ban đầu tại vị trí hồ con rùa hiện nay vào năm 1790 là vị trí cổng thành Khảm Khuyết của thành Bát Quái, hay còn gọi là thành Quy. Về sau, vua Minh Mạng đổi tên thành Cửa Vọng Khuyết. Tuy nhiên, sau cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi vào năm 1833 đến năm 1835, thì vào năm 1837, nhà vua đã cho phá thành Bát Quái và xây dựng một ngôi thành nhỏ hơn mang tên là thành Phụng. Vị trí cửa Khảm Khuyết trở thành một điểm ở ngoài thành và nối thẳng con đường ngoài mặt Tây Thành xuống bến sông. Vào năm 1878, tháp nước được xây tại vị trí hồ con rùa ngày nay để cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng, gọi là công trường tháp nước. Tháp xây kiên cố, khá cao, có thang hình sắn ốc dẫn lên tới đỉnh. Đến năm 1921, thì tháp nước bị phá bỏ do không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu cung cấp nước nữa. Vị trí này trở thành giao lộ như ngày nay, với tên gọi là công trường Maréchal Joffre. Ngày 11 tháng 11 năm 1927, người Pháp đã cho xây dựng tại vị trí này một tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng với hồ nước nhỏ để tưởng niệm lính Pháp và lính Đông Dương chết trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Trong cuộc chiến tranh này, khoảng 9 vạn người Đông Dương, mà phần đông là người Việt Nam, bị Pháp bắt đưa sang châu Âu để đánh nhau với Đức hoặc làm việc trong các cơ sở quân sự. Công trình này được gọi là công trường chiến sĩ trận vong hay là công trường ba hình. Sau đó, công trường này mang tên thống chế Joffre, người từng cầm quân xâm lược nước ta ở Bắc Kỳ. Các tượng đài này tồn tại đến năm 1956. Sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, thì tượng này cũng bị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ. Giao lộ cũng được đổi tên thành công trường chiến sĩ. Thời điểm xây dựng hồ con rùa chưa được xác định chính xác. Một số tài liệu cho là nó đã được xây dựng vào năm 1965 và tài liệu khác thì cho là năm 1967. Người thiết kế hồ con rùa là kiến trúc sư Nguyễn Kỳ. Mẫu thiết kế của ông được chọn trong cuộc thi tìm quy hoạch mới cho địa danh này. Từ năm 1970 đến năm 1974, hồ con rùa thực sự được trùng tu và chỉnh trang, trong đó gồm việc dựng thêm và điều chỉnh 5 cột bê tông cao có dạng như một bông hoa nhiều cánh. Trên đỉnh là một hình tròn to, tượng trưng cho đồng xu, được hứng bởi những cánh hoa đó. Hình ảnh này là biểu tượng cho bàn tay xòe ra đón nhận viện trợ. Con rùa được làm bằng lá đồng mỏng, ốp trên khung sườn bằng thép góc và thép lá. Vì vậy, không tốn kém mấy về vật liệu và dễ thực hiện. Bìa trên lưng rùa, một mặt thì khắc câu tri ân các quốc gia đã viện trợ, một mặt khắc tên tất cả các quốc gia này. Công trình mới này bao gồm một bùng binh giao thông với đường kính khoảng 100m, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc, đồng hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm. Vì vậy, công trình xây dựng tại vòng xoay hồ con rùa chính là đài kỷ niệm viện trợ quốc tế cho Việt Nam Cộng Hòa, tức miền Nam Việt Nam trước năm 1975, khi Việt Nam còn chia cắt làm hai phần Nam Bắc. Sau khi xây dựng xong, thì ban đầu khu giao lộ này được đặt tên là Công trường Chiến sĩ Tự do. Đến năm 1972, thì đổi tên thành Công trường Quốc tế hay Bùng binh Hồ Con Rùa, vì dưới chân có một con rùa đội bia. Sau năm 1975, các dòng chữ trên tấm bia bị chính quyền mới sơn phủ lên che đi. Đường Duy Tăng bị thay tên thành đường Phạm Ngọc Thạch, còn đường Trần Quý Cáp đổi thành đường Võ Văn Tần. Vào đầu năm 1976 hay năm 1978, tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ. Tuy con rùa không còn, nhưng người dân vẫn quen gọi là hồ con rùa thay cho tên gọi chính thức của nó. Khu vực bùng binh hồ con rùa bao quanh bởi các quán cà phê là nơi tấp nập về đêm và là một trong những bùng binh có nhiều cây xanh nhất ở thành phố Sài Gòn. Theo lời thuật lại của nhà báo ngành công an Huỳnh Bá Thành hay Bà Trung trong cuốn sách
Vụ án Hồ Con Rùa được nhà xuất bản Tuổi Trẻ vào năm 1982, thì có các giai thoại truyền miệng kể là vào năm 1967, khi tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã mời một thầy phong thủy người Hoa nổi tiếng đến coi thế đất tại Dinh Độc Lập. Người thầy phong thủy này khen vị trí của dinh là vị trí của long mạch, trắng yểm vị trí của đầu rồng. Cũng theo lời thuật trên, thì con rồng này đầu tại Dinh Độc Lập và đuôi nằm tại vị trí công trường chiến sĩ. Tuy phát hưng vượng, nhưng do đuôi rồng hay vùng vẫy nên sự nghiệp không bền. Vì vậy, cần phải cúng yểm bùa bằng cách đúc một con rùa lớn để trắng đuôi rồng, không vùng vẫy nữa, thì mới giữ được ngôi vị tổng thống lâu dài. Cũng vì thế mà theo một số người thì kiến trúc tháp cao giống như hình một thanh gươm đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng, và khuôn viên hồ nước có hình bát quái, bên giữa có hình âm dương. Một số người khác thì lại cho rằng kiến trúc tháp lại giống hình đuôi rồng phương cao, nhưng có con rùa đè chặt ở phần đầu ngọn. Số khác thì lại cho là nhìn từ trên cao xuống thì toàn thể kiến trúc trông giống như một con rùa. Một số người lại đưa ra giải thích là sở dĩ làm hình con rùa vì trong dân gian con rùa mới đội bia. Trên lưng rùa lúc đó xây dựng vào khoảng năm 1972 có một bia đá ghi công, và nơi đây được thiết kế như một đài tưởng niệm và ngụ ý mang ơn. Nhưng tất cả cũng chỉ là giả thiết hay là giai thoại thiêu dệt thêm. Ngập lối người về,
nào cần thơ nắng ấm
kia ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giang từng giờ viết trăm lá thư để hẹn hò cho buổi hôm nay, đời chỉ có ta thôi, tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Sương tóc lẻ đường ngồi đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm này, đời đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền, anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em, mình trở lại với đơn vị bên hơi chuyến đi
xa đời còn thu vui xa. Những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Vài sương tóc lẻ đường ngôi đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm này đợi đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em mình trở lại với đơn vị. Bên hơi chuyến đi ngày về nhưng kẻ phương xa đời còn thu vui xa. Những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Vắng anh trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi. Anh ơi dù hai chúng mình mộng xưa khó thành biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người đôi lúc chân quen dày khua lối ngõ tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Xa biệt kinh thành anh ơi đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Bóng một người đôi lúc chân quen dày khua lối ngõ tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành mong sao chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn.